sang gọi tin lên ngôi. Em bên anh nồng nàn đôi môi, ngày dịu dàng chung đôi. Em bên anh chiều vàng thu rơi, ngày dịu dàng mình chỉ cần nhau thôi. Em bên anh nồng nàn đôi môi, ngày dịu dàng chung. Tại vì hôm nay thì gia đình chúng tôi thì đã có một lễ tùy đầu và một lễ thì trước tiên là phải hai gia đình thì cũng đã tiến hành từng bước một rồi. Thì bước một là phải cứu trên chỗ và bước hai thì phải ai cũng đã làm lễ linh hồn cho các cháu với cái chứng kiến của hai gia đình và gia tiên ra thì phải hôm nay thì phải tôi thì đại diện cho gia đình cũng là ủng hộ đứng lên thì phải xin phép hỏi là gái và xin phép hai họ để cho tôi được xin đón cháu về nhà làm dâu của chúng tôi. Và cũng là gia đình chúng tôi thì cũng mong muốn là có một cháu dâu hiền và gia đình bên cái gái thì cũng mong muốn làm sao có một chồng để thảo. Đấy là mong muốn thực sự hai chị gia đình cũng là có ý mong và cho các cháu sống với nhau hạnh phúc. Thì tôi thì giới thiệu này, tôi là em của ông ngoại cháu Trang. Nên tôi lại đến mong một cái trong thời gian các cháu thì được sự quan tâm của hai gia đình. Tất cả mọi lễ nghi, các thứ mọi tất cả những lễ nghi thì bên Hồng Hải Giai đã nói thì đông rất được người gái rồi. Thì hôm nay thì là ngày các cháu kết hôn, tổ chức được trường. Thì tôi cũng thay mặt cho bên Hồng Hải Giai, bên Hồng Hải Giai. Điều mong muốn nhất là cái gì là bên chúng tôi là nhận được giải thiệp và bên các cái là bên nọ là dai cũng chắc chắn là cũng phải nhận được dâu thảo. Thế thì thôi, thì đây là công việc chung của hai gia đình. Hai gia đình và chủ yếu là bố mẹ các cháu thì phải quan tâm và dạy dỗ các cháu. Các cháu tuy thế thôi chứ nhớ nhưng mà cũng có khôn. Thế thì nhiều cái thì mình còn phải dạy bảo thêm và giáo dục thêm các cháu biết được cách sống ông bà bố mẹ như thế nào. Thế thôi thì tôi cũng đại diện cho một đoàn gái tặng một đoàn trai. Hôm nay tôi cũng xin nhận cái lễ xin dâu và cái lễ phát huy gia tiên đoàn trai. Can't wait to start. You and I will never.
Listen to these words, I want to give you all the love so true. Don't forget I love you and I need you. I'll always be with you. So just look up in the sky and you'll find out why, oh why. These are all the many changes in my life. These are all the many changes in my each day gets
ông Nguyễn Văn Dũng, bà Nguyễn Thị Thanh là thân phụ thân mẫu của cô dâu, hai bên gia đình cũng với chú rể cô dâu trân trọng kính chào quý khách. Cảm ơn quý vị khách quý rất nhiều, những chàng pháo tay đã hoan nghênh trong ngày vui hôm nay. Tôi cũng đang nhìn thấy ánh mắt, nụ cười, trái tim thân yêu của chúng ta đang ở sân khấu lưng mình hôm nay. Chắc chắn rồi, quý vị sẽ có rất nhiều lời chúc mừng cho hạnh phúc phải không ạ? Nhưng cho phép tôi thay mặt quý vị gửi lời chúc mừng thế này. Xin chúc mừng hai bên không xa, các bác hãy gắn chặt con mái nhà. Niềm mong muốn lớn nhất của các bác đó chính là các con, các bác hạnh phúc trăm năm. Và chúng lại như thế, ngày hôm nay toàn thể quý vị đại biểu để dẫn chương trình xin được phép chúc mừng. Còn chúc rể cô dâu hai bên bắt đầu chung trên con thuyền trở thành hạnh phúc. Con thuyền đó sẽ gặp đến bờ mong được, đó chính là bến bờ hạnh phúc nhất. Chúc hai em mãi mãi hạnh phúc bên nhau nhé. Và chúng tôi xin trọng tuyên bố lễ thành hôn của chúc rể Xuân Minh cô dâu Trang Anh xin phép được bắt đầu. Bây giờ anh lại vợ chú rể, em hãy nắm tay vợ em bước đến đầu cái hương hạnh phúc cho ngày hôm nay. Xin lỗi. Có nhiều thứ mà chúng xin tất cả quý
các quý vị hết sức thông cảm cho hai họ chúng tôi. Một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn tất cả các vị tín quý, các cô, các ông, các bà, thầy, các chị ở quan công á, gần xa đến và chúc phúc cho hai cháu và cho gia hai họ chúng tôi. Và tôi xin chân thành cảm ơn tất cả các vị chị em.
Thank you.
dâu đang cùng ta với chia sẻ trong tình yêu thương, trong sự đồng lòng, sự có mặt của quý vị đang ngồi sân khấu. Chắc chắn rồi, ngày hôm nay một buổi lễ ý nghĩa đã đang diễn ra tại hội trường thực tế Mai Hồng Phúc. Quý vị đang được sao hát của chú sẻ trong nhạc phẩm Mãi Mãi. I think